Bên tôi Như Hiệp và Đoàn Trọng xin thân ái gửi lời chào đến quý vị cùng với chúng tôi qua Cà Phê Sáng. Good morning, Như Hiệp. Good morning, anh Trọng. Và kính chào tất cả quý vị đang xem chương trình Cà Phê Sáng ngày hôm nay. Ngày hôm nay là ngày thứ tư, thưa quý vị, ngày 14 tháng 8 rồi. Và tuần sau là tất cả những học sinh đã trở lại đi học, và một số những học sinh như là high school vào những trường vào sáng nay. Vào ngày hôm qua là bắt đầu vào cái niên học mới rồi, thưa quý vị. Và mùa hè coi như là cũng đã over. Để mở đầu cho chương trình cũng là dự báo thời tiết tại Westminster ngày hôm nay. Ngày hôm nay Westminster vào buổi sáng sớm thì quý vị cũng thấy là sáng sớm sương mù rất là nhiều. Chạy xe rất là cẩn thận khi quý vị đi xuống tại Westminster là những khu Irvine. Thì sáng nay sương mù rất là dày đặc, thưa quý vị, chạy rất là khó khăn. Nên quý vị đi xe rất cẩn thận. Và sáng hôm nay nhiệt độ tại Westminster là 64 độ. Trời rất là mát mẻ ngày hôm nay. Là nhiệt độ cao nhất ngày hôm nay là 83 độ F. Sáng thì sương mù dày đặc rất là nhiều, nhưng đến trưa khoảng chừng 9-10 giờ thì trời rất là sáng, ấm và đẹp, và nhiệt độ thấp nhất là 63 độ F. Và ngày hôm nay trời nóng, gió từ 10 tới 12 dặm một giờ. Và buổi sáng thì trời rất là mát, đến trưa chiều thì trời rất là nóng, thưa quý vị. Tại vùng biển như là 70 tới 60 độ, và những khu như là vùng núi như là Yorbalinder và những khu Woodland Hill, về những khu đó thì nhiệt độ sẽ lên 80 cho tới 90 độ và nhiệt độ thấp nhất là 64 độ. Và ngày hôm nay nhiệt độ rất là nóng, thưa quý vị, so với trong tuần. Và thứ bảy chủ nhật thì nhiệt độ xuống khoảng chừng 70 tới 77 độ. Kính thưa quý vị, đó là một vài tin tức khí hậu thời tiết tại miền Nam California. Hôm nay thì quý vị cùng với chúng tôi trở lại một trong những sự kiện quan trọng mà có thể nói chúng ta chờ đợi từ lâu. Kính thưa quý vị, đó là vấn đề chiến tranh thương mại giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc đến hôm nay như thế nào. Như chúng ta đã biết, tất cả những sự kiện mà dồn dập trong những ngày vừa qua thì Tổng thống Donald Trump đã nhất mực tuyên bố sẽ ngày 1 tháng 9 tới đây, ông sẽ đánh 10% thuế trong số gói hàng 300 tỷ đô la cho tất cả hàng hóa tiêu dùng của người Mỹ nhập khẩu từ Trung Quốc. Nhưng tất cả các sự kiện sáng nay thì có thể nói một ánh sáng đã lóe lên dưới cuối đường hầm, và chúng ta chờ xem kết quả này nó sẽ đưa đến những cái sự kiện thực tế như thế nào về cuộc chiến tranh mậu dịch giữa hai quốc gia Hoa Kỳ và Trung Quốc. Việc trước tiên là Hoa Kỳ và Trung Quốc sẽ không có bất kỳ mức thuế mới nào đối với hàng tiêu dùng do Trung Quốc sản xuất cho đến ngày 15 tháng 12. Tất cả các sự kiện chúng ta đã nói từ lâu về vấn đề là từ ngày 1 tháng 9 đến đây sẽ mức tăng thuế 10% thì đến bây giờ đã hoãn lại cho đến tới ngày 15 tháng 12. Điều đó có nghĩa là các mặt hàng phổ biến như đồ chơi, điện thoại di động, máy chơi game video sẽ không bị tăng giá, có thể do thuế quan trong dịp Giáng sinh quan trọng mùa sắm tới. Điều đấy có nghĩa rằng là chúng ta chờ đón nếu điều vào ngày 15 tháng 12, điều đó có nghĩa rằng là tất cả những gia đình đã đi mua tất cả những đồ cho mùa Giáng sinh. Tổng thống Donald Trump, người đã sử dụng mối đe dọa về thuế quan như một chiến thuật đàm phán, đã cho biết ông đã thực hiện động thái quá thái khiến nhiều người tiêu dùng đau đớn khi bước vào mùa lễ. Cái việc trước tiên là chúng ta đánh giá là Wall Street đánh giá cao động thái này và có nhiều khả năng có thể mất đi tới 400 điểm. Tất cả các sự kiện đã đưa ra thì cho thấy rằng, kính thưa quý vị, việc trước tiên chúng ta nói đến tuyên bố hoàn thuế đối với Trung Quốc có thể là bộc lộ cái thế yếu của Trung Quốc hay là thế yếu trước Trung Quốc. Các sản phẩm đánh thuế là bao gồm những cái hàng như là điện tử, đồ chơi, giày dép và quần áo, theo thông tin cho biết là như vậy anh Trọng. Vâng, thì đại diện chúng ta đã biết rằng tất cả các hàng này đã chuẩn bị là có thể nói làm cho một trong những cái đòn Trung Quốc có thể nó khuất phục trước tất cả những cái gì mà hai bên đã đưa ra trong cái thời gian vừa qua. Cái việc thông báo hoàn áp thuế với một số mặt hàng Trung Quốc dường như là một dấu hiệu cho thấy Tổng thống Donald Trump bắt đầu thấm những cái thương tổn từ đòn thương mại. Đó là một vài bình luận của một vài nhà thương gia, cũng giống như tất cả những người theo dõi tất cả những sự kiện gọi là quan hệ thương mại giữa hai quốc gia. Văn phòng đại diện thương mại của Hoa Kỳ có tên là USTR ngày 13 tháng 8 đã thông báo sẽ bỏ một số sản phẩm từ Trung Quốc ra khỏi danh sách chịu thuế nhập khẩu mới do các yếu tố về sức khỏe, an toàn và an ninh quốc gia và một vài lý do khác. Bên cạnh đó thì nhiều hàng hóa cũng sẽ được lùi thời gian áp thuế 10% sang ngày 15 tháng 12 thay vì ngày 1 tháng 9 như tuyên bố trước đây của Tổng thống Donald Trump. Giới chuyên gia nhận định việc hoãn áp thuế dù chỉ đối với một sản phẩm là bằng chứng cho thấy Tổng thống Trump đã nhận ra mức độ hạn chế mà Mỹ có thể chịu đựng trước những tổn thương do chiến tranh thương mại gây ra. Thì tất cả các nhà mà bình luận và quan sát về tất cả thị trường chứng khoán ở Wall Street đã cho rằng bước lùi này của Trump sẽ càng khiến Trung Quốc tự tin hơn giữa cuộc đấu đang căng thẳng giữa hai quốc gia.
Theo một vài nhân viên thì nhà sáng lập kiêm giám đốc điều hành của công ty có tên là Kynikos Association thì công ty tư vấn đầu tư này có trụ sở tại New York và chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình có thể coi đây như là một dấu hiệu rằng Washington đang chùn bước trước những áp lực của Bắc Kinh. Đây là một nhà lời bình luận mà liệu chúng ta có thể nhìn vào đó để chúng ta nghĩ đến tương lai cuộc thỏa thuận mậu dịch giữa hai quốc gia hay không? Chắc lẽ Tổng thống Donald Trump sẽ thay đổi chiến lược và có một cái vài đòn cân nào mà ông sẽ đưa ra trong tương lai. Một số nhiều nhà đầu tư thì nhìn rằng thông báo hoãn thuế mới bắt đầu là dấu hiệu cho thấy Nhà Trắng liên tục khẳng định Trung Quốc mới là bên chịu tổn thương vì tác động của đòn áp thuế chiến tranh thương mại thực chất đang gây áp lực nhiều hơn lên trên người tiêu dùng Hoa Kỳ. Những mặt hàng trong nhóm sản phẩm được hạn áp thuế bao gồm điện thoại di động, một số hàng may mặc hoặc trò chơi điện tử, tất cả đều là những mặt hàng quan trọng đối với thị trường tiêu dùng Mỹ, đặc biệt là trong dịp lễ sáng tin sắp tới. Và chiều ngày 13 tháng 8 vừa qua, phát biểu trước tất cả phóng viên, Tổng thống Trump đã cho biết lý do hoãn thuế là vì không muốn dùng chúng ảnh hưởng tới mùa sắm Giáng sinh và quyết định này sẽ giúp ích cho rất nhiều người. Đây là một vài sự kiện mà chúng ta nói đến về vấn đề mà Trung Quốc bắt đầu có những cái vấn đề là thay đổi trong chiến tranh mậu dịch. Và chúng ta hy vọng chờ xem tất cả những sự kiện này nó sẽ đem lại cái kết quả cụ thể như thế nào. Một bên thì ông Bộ trưởng Thương mại Trung Quốc cho hay là Phó Thủ tướng Lưu Lạc hiện đã hiện đàm với ông đại diện thương mại của Mỹ, đó là ông Robert Lissinger, và Bộ trưởng Mnuchin. Đàm phán thương mại dự kiến được hai bên sẽ nối lại trong 2 tuần nữa. Và truyền thông giữa Trung Quốc đưa ra những lời tin cân nhắc và tin rằng ông Lissinger là người kêu gọi tái đàm phán chứ không phải là Bắc Kinh. Cũng vẫn phép tới một vài người tin đáng tin cậy thì từ công ty tư vấn tài chính thì họ cho biết rằng quyết định áp thuế là một tín hiệu tích cực sau hàng loạt tin tiêu cực trong thời gian qua. Và chỉ nên nhìn nhận rằng động thái trên như là một nỗ lực nhằm giảm bớt tất cả những căng thẳng giữa hai bên mà thôi. Kính thưa quý vị, đó là một vài vấn đề mà chúng tôi cần phải nói đến qua cuộc chiến tranh mậu dịch giữa hai quốc gia. Đến bây giờ thì chúng ta nên biết rằng tất cả những sự kiện đã diễn ra ở Hồng Kông như thế nào. Phi trường hình như có thể nói đã tê liệt trong 2 ngày qua. Như hiện theo dõi tất cả các sự kiện tại Hồng Kông thì cho thấy có những điều gì mới lạ. Thưa quý vị, để trở lại những cái điểm tính ngày hôm nay, đó là những cái điểm chính, đó là về cuộc biểu tình tại Hồng Kông. Thưa quý vị, như anh Trọng cũng đã nói là tại sân bay Hồng Kông hiện tại là tê liệt, không có được bay rất là nhiều, những cái chuyến bay bị cancel rất là nhiều. Đó là một đêm hỗn loạn khác ở Hồng Kông. 2.000 người biểu tình chống chính phủ đã phong tỏa nhà ga chính tại sân bay của Hồng Kông trong một đêm thứ hai liên tiếp, tạm thời dừng các chuyến bay. Thưa quý vị, và người biểu tình tràn qua an ninh sân bay, sử dụng xe đẩy hành lý để dựng rào chắn trước các trạm kiểm soát an ninh. Tình hình rất là hỗn loạn như quý vị cũng thấy ở trên màn ảnh, và họ cũng đã ngăn chặn hành khách về những cái chuyến bay của họ bên vừa rồi. Và trong các cuộc đụng độ sau đó giữa người biểu tình và cảnh sát chống bạo động, 6 người phải nhập viện và 5 người khác đã bị bắt giữ. Sân bay đã là hoạt động trở lại vào sáng hôm nay, nhưng những nhân viên sân bay đã nhìn thấy các những vết bẩn và những cái ga, và tất cả sân bay hiện tại rất là hỗn loạn. Nên tại Hồng Kông hiện tại bây giờ tất cả những cái sân bay đều rất là đã bị cancel rất là nhiều, thưa quý vị. Tất cả những sự kiện mà quý vị cho thấy hiện nay thì giới thương gia cũng tất cả những người gọi là ảnh hưởng đến cuộc biểu tình tại Hồng Kông thì họ cho thấy rằng đã đến lúc các cuộc bồng công biểu tình tại Hồng Kông cần phải suy xét lại, vì nếu như mức độ này thì chắc lại đi đến một cái tình trạng mất trật tự và ảnh hưởng đến vấn đề gọi là nền kinh tế của Hồng Kông rất nhiều. Tất cả các thường dân của Hồng Kông hình như đi lại cũng khó. Nhưng bên cạnh đó thì cái lực lượng thanh niên càng ngày càng gia tăng. Và có thể nói rằng là một trong những cái vấn đề mà người ta nói đến đó là cái cuộc biểu tình tại Hồng Kông đến bây giờ thì tất cả các chuyên gia tính toán thì cho rằng biểu tình khiến ngành hàng không của Hồng Kông đã mất đi ít nhất là tới 80 triệu đô la. Hàng trăm chuyến bay đã bị hủy hoại trong 2 ngày và người biểu tình tràn vào sân bay Hồng Kông khiến ngành hàng không thiệt hại cả lên và lẫn kinh tế và uy tín. Giám đốc chính trị tại Trung tâm Nghiên cứu về Chính sách Hàng không của Đại học Trung Văn Trung Quốc của Hương Cảng thì hôm nay cho biết gọi là cái lợi ích trực tiếp của ngành hàng không Hồng Kông chiếm ra khoảng 3.5% GDP của thành phố, cùng với tất cả các lợi ích gián tiếp như chi tiêu của hành khách, đóng góp kinh tế của lĩnh vực hàng không chiếm khoảng 8% GDP của Hồng Kông. Và như vậy thì năm ngoái của Hồng Kông là có tới 2,8 nghìn tỷ đô la Hồng Kông. Chắc quý vị đã biết 350 tỷ đô la Hồng Kông thì ăn 100 đô la. Và có thể nói rằng là
7.7 đô la Hồng Kông thì ăn một đồng đô la. Và sân bay bị gián đoạn trong 2 ngày rưỡi vì gây thiệt hại kinh tế có thể lên tới 8% GDP của nền kinh tế Hồng Kông. Tuy nhiên, tất cả các cảnh báo hiện tại lâu dài đối với ngành công nghiệp sẽ là vô cùng lớn bởi danh tiếng trung tâm hàng không của Hồng Kông sẽ bị đe dọa. Đây là điều chưa từng có tại sân bay Hồng Kông và biểu tình thực sự gây thiệt hại nặng nề cho lĩnh vực hàng không mà thôi. Tất cả những cái thời gian cho rằng nếu tất cả cái thời gian này kéo dài đi nữa thì cơn bão chính trị này sẽ làm cho du khách quốc tế và địa phương sẽ tránh sử dụng sân bay quốc tế Hồng Kông. Đây trông là một cái thiệt hại, vấn đề thiệt hại lớn và ảnh hưởng và kết quả của cuộc biểu tình đã đem lại có thể những sự thay đổi về nền dân chủ tại Hồng Kông. Quý vị đang cùng với Như Hiền và Đoàn Trọng qua Cà Phê Sáng và chúng tôi sẽ trở lại với quý vị trong giây lát. The best wholesale cabinet. Qua một trong những vụ nổ tên lửa tại Nga Show đã đưa đến vấn đề nghi ngờ liệu tên lửa mang hành trình hạt nhân này có thể ảnh hưởng đến đời sống của những người ở trong khu vực tên lửa bị nổ hay không. Tất cả những người dân ở thành phố có tên là Nionoska là một trong những thành phố mà đã có ảnh hưởng đến một cái cuộc hành trình của tên lửa bay ngang qua và vụ nổ đầy đã làm cho người ta nghi ngờ sẽ tất cả những người dân trong đó sẽ ảnh hưởng như thế nào. Như Huyền theo dõi tất cả các sự kiện về vấn đề gọi là tên lửa bị nổ ở tại Nga như thế nào thưa? Thưa quý vị, những người sống gần một vụ tai nạn ở tên lửa Nga xảy ra trong tuần vừa rồi bị nghi ngờ rằng Nga sẽ, họ nói rằng những người này không phải rời khỏi nhà họ. Và các quan chức Nga đã hủy bỏ kế hoạch sơ tán một ngôi làng ở phía Bắc, ở bên Nga của đất nước này. Và người ta tin rằng vụ nổ tuần trước liên quan đến một tên lửa hành trình chạy bằng năng lượng hạt nhân đã khiến mức độ phóng xạ tăng vọt xung quanh những khu định cư nhỏ ở thành phố, một cái la khôi làng nhỏ gọi là Nionoska. Và ít nhất 5 chuyên gia hạt nhân đã bị thiệt mạng trong vụ nổ này. Và người dân ở đây đã được khuyên rời khỏi nhà để đảm bảo an toàn vì quân đội đã lên kế hoạch tập trận vào ngày hôm nay. Nhưng cuộc tập trận của quân đội đã bị hủy bỏ vào hôm qua. Tất cả những sự kiện nó cho thấy ngày hôm nay thì tất cả các tên lửa nếu có đầu đạn hạt nhân có thể nói là một trong những đe dọa cho đời sống của trên thế giới này. Vì tất cả các tên lửa có thể bị nổ bất cứ lúc nào và nếu họ có đầu đạn hạt nhân thì quý vị nghĩ rằng phóng xạ nguyên tử nó sẽ ảnh hưởng đến như thế nào cho trái đất hành tinh của chúng ta. Chúng tưởng cũng cần nên biết rằng hai trái bom nổ Hiroshima và Nagasaki và gần đây thì quý vị thấy gọi là một cái nhà máy điện hạt nhân Chernobyl nó vẫn còn ảnh hưởng rất nhiều đến tất cả gọi là sự kiện của người dân sinh sống ở trong khu vực bị ảnh hưởng. Như Huyền cũng biết rằng gần đây thì có những cái tin tức cho thấy rằng hạm đội 7 họ thường xuyên có những chiếc tàu ghé lại Hồng Kông cho thủy thủ họ được đi chơi, mua sắm. Nhưng hôm qua thì chính phủ Trung Quốc đã từ chối yêu cầu của Hải quân Hoa Kỳ thực hiện các chuyến thăm cảng Hồng Kông trong khi các cuộc biểu tình liên tục diễn ra. Tất cả các chuyến bay nối lại và các chuyến bay Hồng Kông cuối cùng đã rời đi và các hãng hàng không đang đặt lại hành khách sau khi hàng trăm ngày chuyến bay bị hủy bỏ kể từ ngày thứ hai. Một trong những sự kiện là cho thấy thì vấn đề gọi là chiếc tàu, một trong những chiếc tàu của Trung Quốc, ở một trong những chiếc tàu của Hải quân Hoa Kỳ thuộc hạm đội 7 có thể họ sẽ ghé lại và chơi trong vài tuần lễ ở tại Hồng Kông. Nhưng tất cả các sự kiện này là đưa ra thì cho thấy rằng là Trung Quốc không có bằng lòng để cho tất cả các tàu của Hoa Kỳ, trong đó có hai cục tàu khu trục hạm, đến trong cái thời gian nghỉ ngơi tại Hồng Kông. Trong lúc chúng ta trở lại một trong những sự kiện mà có thể nói hàng đầu đó là Trung Quốc đưa hai tàu hải cảnh tối tân tới bãi Tư Chính, có thể sự kiện này nó xảy ra hay không? Một nhà nghiên cứu hải quân của Trung Quốc của Mỹ cho biết rằng Bắc Kinh dường như đang đưa hai tàu hải cảnh tối tân tới bãi Tư Chính sau khi tàu thăm dò địa chất Hải Dương 8 trở lại khu vực từng xảy ra đối đầu với tàu cảnh sát biển Việt Nam trên Biển Đông, thưa Như Việt. Và dường như hai tàu cảnh tối tân nhất của Trung Quốc này đang tiến tới hiện trường của bãi Tư Chính. Đáng chú ý là cả hai tàu này thường hoạt động ở Biển Đông và có tranh chấp với Nhật và năm ngoái không hoạt động ở Biển Đông, nếu không muốn nói đã chưa từng như thế nào đã đi tới cái vùng này. Và 31302 thuộc họp lớp của nặng hơn, đó là một cái chiếc tên của chiếc tàu thưa quý vị, gọi là Sao Đăng, nặng hơn 4.000 tấn, và thuộc lớp Sao Jun nặng 2.700 tấn, cả hai đều trang bị rất là nhiều, tới là 76 ly. Và các nhà nghiên cứu từng là người đầu tiên của công bố thông tin về cuộc đối đầu giữa tàu hải cảnh của Trung Quốc và Việt Nam ở bãi Tư Chính, nói thêm rằng
tàu Hải Dương 8 trở lại bãi Tư Chính sau ít ngày rời đi để tiếp nhiên liệu ở đá chữ thập, đánh dấu việc bắt đầu cho chiếc tàu này bắt đầu và giai đoạn 2 của cuộc giằng co giữa Trung Quốc và Việt Nam. Vào tối 14 tháng 8, cả Hà Nội và Bắc Kinh đều chưa lên tiếng về tin tàu thăm dò địa chất Hải Dương 8 quay lại bãi Tư Chính. Và liên quan tới sự căng thẳng giữa đôi bên, ông Murray Hebert, chuyên gia về Biển Đông tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế có trụ sở ở thủ đô Washington, đã từng nhận định với đài VOA tiếng Việt rằng tình hình có thể vượt qua khỏi tầm kiểm soát nếu xảy ra một vụ tai nạn cũng như phản ứng thái quá của đôi bên. Kính thưa quý vị, trong lúc đó thì Stratfor, một trong những trang thông tin về tình hình địa chính trên toàn cầu, cho rằng việc tàu Hải Dương 8 xuất hiện lại ở bãi Tư Chính đồng nghĩa với việc nguy cơ đụng độ giữa tàu Việt Nam và Trung Quốc ở Biển Đông sẽ lại tăng lên. Chuyên gia Carl Taylor, chắc quý vị và ông tiến sĩ Carl Taylor người Úc này là một trong những người theo dõi tình hình Việt Nam rất là thường xuyên, cho biết rằng tàu Hải Dương 8 trở lại vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam đúng đợt các nhà lãnh đạo Trung Quốc đang họp bàn trong 2 tuần ở Bắc Đới Hà cho tới ngày 17 với việc bàn thảo về 3 vấn đề chính, trong đó có vấn đề Việt Nam, vấn đề Philippines và đẩy lùi sự xâm phạm của Trung Quốc đối với vùng đặc quyền kinh tế thềm lục địa của hai quốc gia Đông Nam Á này. Tuần trước chúng tôi đã gửi đến quý vị thì tất cả những cái gọi là người chóp bu của Đảng Cộng sản Trung Quốc, lãnh đạo Trung Quốc hiện nay đang họp tới Bắc ở tại một cái thành phố có tên là Bắc Đới Hà, và ngày 17 này sẽ ra một cái thông báo và tất cả những cái đường lối hoạt động của Trung Quốc như thế nào. Trong những cái gọi là cái tiêu đề để tất cả các thành viên Bộ Chính trị hội họp thì trong đó có hai vấn đề chính, đó là vấn đề họ nghiên cứu vấn đề Việt Nam và Trung Quốc và Philippines hiện nay đang tìm cách đẩy lùi sự gọi là xâm phạm của Trung Quốc đối với vùng đặc quyền kinh tế chiếm tại thềm lục địa. Bộ Ngoại giao Mỹ thì Thứ trưởng Ngoại giao cũng theo Bộ Ngoại giao của Mỹ thì Thứ trưởng Ngoại giao Việt Nam ông Nguyễn Quốc Cường hiện nay đang có mặt tại Hoa Kỳ, và chiều ngày 14 tháng 8 ông Cường sẽ cùng với đại sứ Việt Nam tại Mỹ là ông Hà Kim Ngọc gặp gỡ tất cả các quan chức ngoại giao Mỹ, trong đó có ông David Stilwell, trợ lý ngoại trưởng Mỹ đặc trách các vấn đề Đông Nam Á, Thái Bình Dương. Hiện chưa rõ vấn đề Biển Đông, nhất là vụ bãi Tư Chính, có nằm trong nghị trình thảo luận các quan chức Mỹ và Việt Nam hay không. Mấy tháng trước, trong một cái tuyên bố được cho là nghiêng về phía Hà Nội, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ, đó là ông Morgan Otatus, đã bày tỏ quan ngại về sự can thiệp của Trung Quốc vào các hoạt động dầu khí ở Biển Đông, trong đó các hoạt động sản xuất và thăm dò bấy lâu nay của Việt Nam vẫn tiếp tục diễn ra ở trong khu vực này. Điều có nghĩa rằng là tất cả các hành vi và sự xâm lấn của Trung Quốc đã được bà Lê Thị Thu Hằng, phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao của Hoa Kỳ Việt Nam tuyên bố, Trung Quốc nên chấm dứt hành vi bắt nạt và kiềm chế không có hoạt động bất ổn và khiêu khích này, cũng như lời tuyên bố đồng tình của bà Otegos, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao của Hoa Kỳ tuyên bố trong những ngày gần đây. Một trong những sự kiện mà chúng ta cũng thấy tình hình càng ngày càng căng thẳng, đó là vấn đề Pakistan hiện nay đang yêu đồng bảo Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc họp về vấn đề Kashmir. Như quý vị biết rằng, vùng Kashmir là một cái vùng tranh chấp giữa Pakistan và Ấn Độ đã có từ lâu. Nhưng có một điều đặc biệt là quý vị biết rằng hai quốc gia thành viên của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc là Hồi Quốc Kashmir và Ấn Độ đều là hai quốc gia có thể nói là nằm trong những danh sách những quốc gia có số lượng hạt nhân rất nhiều. Thưa quý vị, Pakistan đã yêu cầu Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc họp về chuyện Ấn Độ rút lại quy chế đặc biệt của Manchu và Kashmir và khu vực Himalaya từ đầu đến điểm nóng trong mối quan hệ căng thẳng giữa hai nước láng giềng có vũ khí hạt nhân. Và yêu cầu này được đưa ra sau khi Ấn Độ quyết định thôi không cho Jammu và Kashmir tự làm luật và đồng thời cho phép cư dân bên ngoài khu vực được mua tài sản tại đây. Và đường điện thoại, mạng lưới Internet và truyền hình đã bị ngăn chặn kể từ khi quyết định của Ấn Độ vào ngày 5 tháng 8. Ngoài ra, quyền đi lại và tập hợp cũng bị hạn chế rất là nhiều. Pakistan là không khiêu khích xây dựng xung đột. Tuy nhiên, Ấn Độ không nêu hiểu lầm sự tự chế của chúng tôi. Đó là yếu đuối. Và Bộ trưởng Ngoại giao Pakistan Shama Mahmood và Kashi viết trong một bức thư gửi Hội đồng Bảo an và đã nói rằng nếu Ấn Độ chọn được sự việc sử dụng vũ lực nữa, thì Pakistan bắt buộc đáp trả và tự vệ với tất cả mọi khả năng và họ sẽ có. Và Ngoại trưởng Pakistan khuyến cáo đã nói thêm rằng Pakistan yêu cầu triệu tập hội họp vì những hậu quả nghiêm trọng trong đó. Và hiện nay vẫn chưa rõ tình hình 15 thành viên của hội đồng phản ứng như thế nào trước yêu cầu vào ngày hôm nay.
Vào hôm 10 tháng 8, Pakistan đã thông báo họ được sử dụng ủng hộ của Trung Quốc về việc này. Và khu vực tranh chấp được phân chia giữa Ấn Độ, Pakistan và Trung Quốc. Và Ấn Độ đã cai trị vùng thung lũng Kashmir, và đó là một cái vùng dân cư đông đúc, khu vực đông người Hindu sống. Và xung quanh thành phố Jammu, và Pakistan kiểm soát một vệt lãnh thổ ở phía Tây, và Trung Quốc chiếm giữ một vùng cao dân cư thưa thớt ở phía Bắc. Trong lúc đó thì Tổ thư ký của Liên Hiệp Quốc là ông Antonio Guterres đã kêu gọi Ấn Độ và Pakistan tự chế, không có bước đi nào ảnh hưởng đến quy chế đặc biệt của Jammu và Kashmir. Kính thưa quý vị, hai vùng Jammu và Kashmir thì có thể nói là chiến tranh đã liên tục diễn ra hai quốc gia này. Điều mà người ta lo ngại nhất là hai bên đều có vũ khí hạt nhân, và chắc quý vị biết rằng Pakistan tự nhiên là hồi quốc luôn luôn có những cái hành động gọi là rất là cứng rắn với vấn đề gọi là tranh chấp ở tại vùng Kashmir. Ông Antonio Guterres cũng nói rằng ông quan ngại trước những báo cáo về những hạn chế tại vùng Kashmir thuộc Ấn Độ. Chúng ta có thể nói rằng muốn thế giới này sống trong hòa bình, nhưng càng ngày thì các sự tranh chấp giữa các quốc gia càng ngày càng gia tăng. Quý vị đang cùng với Như Hiền Mạnh trong Qua Cà Phê Sáng, và chúng tôi sẽ trở lại với quý vị trong giây lát. Trong cuộc sống đã gặp gỡ rất nhiều lần tất cả cái vấn đề gọi là núi lửa tuôn trào lên. Có một số thường dân cũng giống như tất cả những người tị nạn tại Philippines, tại thành phố Bataan, thì họ đã thấy núi lửa diễn ra liên tục trong khoảng thập niên từ 1990 cho đến 1993. Gần đây thì quý vị thấy rằng là những sự kiện núi lửa lại tuôn trào lên ở tại Malaya, cũng giống như tại Indonesia và đặc biệt là tại Hawaii. Nhưng gần đây thì chắc là quý vị đã thấy một trong những sự kiện núi lửa mà quý vị thấy những hình ảnh có thể nói là quá táo bạo đã diễn ra ở tại Mexico. Như hiện theo dõi tất cả các tin tức mà gọi về núi lửa tuôn trào ở tại Mexico như thế nào thưa Như? Thưa quý vị, cái ngọn núi lửa Popocatépetl, đây là một ngọn núi lửa đứng thứ hai cao nhất ở tại Mexico. Là núi lửa này là một núi lửa từng hoạt động nằm ở cái vùng đó là Popa Morelo ở tiểu bang Mexico và miền Trung, ở vị trí là miền Trung của Mexico và nằm ở phía đông của vành đai núi lửa xuyên Mexico, và cao đang là 5.426 m. Đây là đỉnh cao thứ hai tại Mexico, đứng sau một ngọn núi lửa Quetzaltepec ở 5.636 m. Và núi lửa huyền thoại của Mexico đã phun trào vào ngày sớm vào ngày 13 tháng 8, tạo nên một cảnh tượng rất là ngoạn mục như quý thị vị cũng thấy ở trên màn hình vừa rồi, với những cột cho khói và hơi nước dưới bầu trời này lên rất là nhiều, anh Trọng, rất là nguy hiểm. Nó đã hoạt động lại. Đúng vậy. Như vậy là thấy lúc nào thì nó hoạt động mà thấy nó quá chừng chừng là hình ảnh mà quá táo bạo quá ha. Đây là một trong những cái núi cao thứ nhì ở tại Mexico đấy như vậy. Đây là một cái núi cao thứ nhì ở tại Mexico. Và thưa quý vị thấy những cái ngọn lửa đó thì có thể nghi ngờ rằng là cái tai hại nó xảy ra như thế nào, xảy ra như thế nào. Chính vì vậy khí hậu thay đổi rất là nhiều vì những cái ngọn núi lửa này nè anh Trọng. Chắc là như vậy. Vô những cái tro tàn nó sẽ làm ảnh hưởng đến đời sống rất nhiều. Như chúng ta đã trình bày lúc nãy thì tin vừa đây cho biết rằng là chính phủ Trung Quốc đã chắc chắn và đưa ra một cái tuyên báo chính thức là từ chối hải quân của Hoa Kỳ thực hiện các chuyến thăm tại Hồng Kông trong lúc các cuộc biểu tình đã diễn ra. Hiện nay thì họ cho rằng trong tình trạng bất ổn ở Hồng Kông, hải quân Hoa Kỳ đã yêu cầu thực hiện được hai các chuyến viếng thăm cho hai khu trục hạm của Hoa Kỳ trong những tuần tới đã bị chính phủ Trung Quốc từ chối. Chính phủ Trung Quốc từ chối yêu cầu các chuyến thăm cả tới cảng Hồng Kông của hai khu trục hạm có tên là USS Green Bay và USS Lake Erie, dự kiến họ sẽ đến vào vài tuần tới, theo lời chỉ huy của ông một trong những hạm đội. Đó là ông Nate Christensen, phó phát ngôn viên của hạm đội Thái Bình Dương Hoa Kỳ. US Green Bay thì được thực lên kế hoạch đến thăm Hồng Kông vào ngày 17 tháng 8 tới đây, và chiếc tàu Lake Erie đã được lên kế hoạch đến thăm vào tháng 9. Hải quân Hoa Kỳ có một cái hồ sơ dài về tất cả các chuyến thăm thành phố Hồng Kông, và chúng tôi hy vọng họ sẽ tiếp tục. Chúng tôi giới thiệu bạn chính phủ Trung Quốc để biết thêm thông tin vì lý do tại sao từ chối yêu cầu này. Thưa quý vị, đó là một vài sự kiện cho thấy có thể tình hình giữa hai quốc gia không mấy tốt đẹp, phải không? Bàn giao giữa hai quốc gia Trung Quốc và Hoa Kỳ, mặc dù là hàng thuế quan sáng nay đã được tổng thống Donald Trump trì hoãn lại, nhưng mà tổng thống Donald Trump đưa ra là lý do là tại vì ảnh hưởng đến người dân Mỹ trong những cái vấn đề gọi là mua sắm vào ngày dịp Noel đến đây, và gọi là
Thanksgiving tới đây. Dạ, vậy thế thì mùa lễ sắp dạ, tới. Mùa lễ sắp tới. Dạ. Và trở lại Facebook, thưa quý vị, Facebook đã mướn người ghi chép audio của khách hàng. Và theo thông tin cho biết, vào sáng hôm nay thì công ty Facebook đã trả tiền cho những cái công ty gọi là những nhân viên khế ước của những công ty khác để ghi chép lại nội dung âm thanh mà khi quý vị đang nói chuyện ở trên Facebook như là livestream hoặc là những messenger. Và hãng thông tin Bloomberg vào hôm 13 tháng 8 đã dẫn tới và cho biết rò rỉ những câu chuyện này đang xảy ra tại Facebook. Và Facebook vừa rồi vào ngày hôm nay cũng đã xác nhận rằng là đã từng ghi chép audio của khách hàng khi họ nói chuyện ở trên Facebook. Thì họ nói nhưng mà hiện tại họ không làm nữa. Họ đã bỏ những dịch vụ này, là không ghi chép những gì mà quý vị đang nói ở trên Facebook nữa. Nhưng theo không biết rằng là họ có làm hay là không, nhưng theo xác nhận của Facebook đã nói vào sáng nay. Và theo Bloomberg cho biết, theo lời trích của ông Facebook, là CEO của Facebook đã nói rằng những người đã bị ảnh hưởng là những người chọn tính năng sử dụng như là Messenger, là chat hoặc là livestream ở trên Facebook đã chuyển âm thanh thành chữ viết. Thưa quý vị, họ đã sử dụng cái đó để ghi âm lại những gì mà quý vị đã nói. Và các nhân viên hợp đồng làm nhiệm vụ kiểm tra xem trí tuệ nhân tạo của Facebook đã giải thích cái điều này có đúng nghĩa hay không khi mà họ dịch những cái lời mà quý vị đang nói. Khi quý vị đang nói thì họ có một cái chức năng software là translate những gì mà quý vị đang nói thành viết, thành một cái bản dịch mà được written, tức là được viết ở trên và được ghi âm lại và đã save ở trong data. Và Facebook đã đối mặt với những chỉ trích rộng rãi của các nhà lập pháp và những quản lý quy định về tôn trọng về quyền riêng tư của người tiêu dùng. Hiện tại Facebook đang bị chỉ trích về những vấn đề này, thưa quý vị. Nhưng mà thưa Như Huyền, như vậy thì điều này có nghĩa rằng là Facebook đã vi phạm cái tự do riêng tư của con người, phải không? Vì họ tự động ghi chép privacy của người ta. Thì tuần trước thì một tòa phúc thẩm liên bang đã bác một cái nỗ lực của Facebook đòi hủy bỏ một vụ kiện cho rằng Facebook thu nhập tất cả các bất hợp pháp tất cả và lưu trữ dữ liệu cá nhân của hàng triệu người tiêu dùng mà không có sự đồng ý của họ. Tháng trước công ty cũng đồng ý mức chi kỷ lục là 5 tỷ đô la tiền phạt để giải quyết cuộc điều tra của Ủy ban Thương mại Liên bang Hoa Kỳ về vấn đề dự trữ riêng tư. Lại dĩ nhiên đến bây giờ thì chưa có tất cả những tin tức nó ảnh hưởng thế nào và thiệt hại như thế nào về vấn đề gọi là Facebook dự trữ tất cả các lời, bao gồm những tất cả cái lời dịch liên quan đến quyền riêng tư của mọi người. Tuy nhiên khi mà có tất cả những cái sự kiện chứng minh được cái vấn đề thiệt hại như thế nào thì tôi nghĩ rằng Facebook sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm với cái vấn đề về cái này. Yeah. Đây là một trong những sự kiện mà có thể nói càng ngày người ta càng giới hạn và tôn trọng cái quyền riêng tư. Bởi thế tất cả những người sử dụng Facebook cũng giống như YouTube, lại nhiên nhiều người cho rằng ông ấy chẳng có gì để chúng ta phải thưa kiện. Yeah. Nhưng mà chính ra là trang YouTube cũng giống như trang Facebook có trách nhiệm về vấn đề sử dụng mà cái gọi là để tấn công riêng tư của con người, yeah, của người khác. Mà gần đây thì có thể đặc biệt những cái người sử dụng YouTube ở của Việt Nam chúng ta có thể nói họ đã quá mức gọi là cross the line, tuy nhiên là vượt cái lần mức quá xa. Yeah. Có nhiều người thậm chí còn có thể sử dụng những cái lời mà khó có thể đưa ra ở nơi công cộng được, chửi mắng một cách tàn nhẫn. Cái điều đó thì chắc là đến lúc Facebook giống như YouTube cần phải có những cái động thái để bảo đảm được cái quyền lợi riêng tư và tôn trọng cá nhân của người khác. Bên cạnh đó thì chúng ta nói đến tàu Hải Dương 8 đang có mặt ở tại vùng bãi Tư Chính và hai tàu Hải Dương khác thì có thể nói cũng đang trên đường đến để hội nhập với tàu Hải Dương 8. Thì trong lúc đó thì một nhóm nhân sĩ trí thức cho biết đã không thể trao tận tay bản tuyên ngôn Biển Đông với hơn 1.000 chữ ký cho các nhà lập pháp tại Hà Nội để yêu cầu chính phủ kiện Trung Quốc ra tòa án quốc tế sau những hành động xâm phạm chủ quyền biển đảo của Việt Nam. Chắc là cái điều này cũng hơi vô lý phải. Quốc hội thì phải nhận tất cả những cái đơn, tất cả những ý kiến đóng góp của người dân. Đây bao gồm một cái bản tuyên bố về Biển Đông của 1.000 nhân sĩ, tất cả thưa Duy Hiền, 1.000 nhân sĩ ký tên. Thế tại sao lại Chủ tịch Quốc hội lại không nhận cái tờ đơn, cái tờ khiếu nại này? Cho dù có bằng lòng hay không bằng lòng, việc trước tiên là chúng ta phải nhận tất cả những cái lời nói của người dân đưa ra. Quốc hội là đại biểu cho người dân kia mà. Thế tại sao lại có những động thái như vậy? Thì đây
đây cũng là một trong những sự việc cho thấy các vấn đề này nó rất quan tâm đến cái tình hình người dân hiện nay, người ta đang quan tâm đến rất nhiều tình hình tại Biển Đông, thưa Như Việt. Dạ, và có một tin ở tại Việt Nam, đó là những người nhập cư ở Việt Nam và có khả năng sẽ bị trục xuất vi phạm về tội cách đây 15 năm, quý vị. Như anh Trọng cũng biết không, anh Trọng, trong một số đó 7 người đã được thống đốc California đã ân xá, anh Trọng. À, đúng rồi, thì thống đốc tiểu bang California họ đã ân ông, đã chính ông, cá nhân ông, ông đã cho ân xá 8 người tất cả, và trong đó thì có một người Việt Nam khỏi danh sách mà bị trục xuất. Nếu mà chính phủ liên bang, cơ quan ICE không có cái quyền đụng đến những người này, chắc như mình cũng biết của Hoa Kỳ thì gọi là luật của liên bang, nhưng mà mỗi một tiểu bang thì họ có luật riêng của họ, và liên bang cũng không thể đụng đến cái quyền gọi là của tiểu bang. Và nếu như ông thống đốc ân xá cái người này thì chắc lẽ khó có thể có một cái vài vấn đề gọi thì là họ cũng được ở lại không anh? Chắc chắn là như vậy rồi, tại vì tiểu bang họ không bằng lòng họ ân xá cho người này thì không có lý do gì mà liên bang đi bắt những người có này thể đi để bắt người trục xuất đây. Vâng, kính thưa quý vị, trong thời gian gần đây thì chúng tôi đã gửi đến quý vị tất cả những sự kiện chính trị liên quan đến hoạt động của tất cả các vị dân cư người Mỹ gốc Việt của chúng ta. Thì hôm nay chúng tôi được biết chắc chắn rằng là hiện nay đang có một cái tổ chức để đi thu thập chữ ký để vấn đề gọi là bãi nhiệm, recall 3 nhân vật ở trong thành phố Hồ Chí Minh, 3 nhân vật ở trong thành phố Westminster. Kính thưa quý vị, đó là ông Tạ Đức Trí, thị trưởng, đó là bà Kimberly Hồ, phó thị trưởng, và ông Nguyễn Mạnh Chí. Trong lúc đó thì cũng có một cái tổ chức khác hiện nay đang tiến trình vấn đề gọi là bãi nhiệm 2 nhân vật còn lại của thành phố Westminster, đó là nghị viên tài đỗ và ông Contreras cũng là nghị viên. Bên cạnh đó thì thành phố của Garden Grove, ông nghị viên Phát Bùi cũng bị một cái tổ chức có tên của hai người Việt Nam chúng ta đã đưa một cái đơn để xin bãi nhiệm, và hiện nay thì thành phố đã gửi cái thư đến cho ông Phát Bùi. Chúng ta chờ xem ông Phát Bùi sẽ trả lời như thế nào về những cái sự gọi là yêu cầu bãi chức ông đến với thành phố Garden Grove. Đây thì có thể nói đây là lần đầu tiên cộng đồng người Việt chúng ta sống trong cái tình trạng mà có thể nói rằng chúng tôi gọi là hỗn loạn chính trị. Hỗn loạn chính trị thì rõ ràng là như vậy. Nó không có một cái thành phố nào, không có một cái cộng đồng người Việt, người nào trên Hoa Kỳ này mà lại có những cái việc làm liên tục như vậy. Chúng ta chờ xem, nhưng mà chúng ta phải tôn trọng quyền tự do chính trị của mỗi người cư dân, thì họ đúng có rồi. Quyền bộc lộ và có quyền làm tất cả những gì liên quan đến đời sống chính trị của nơi họ đang cư trú. Chúng ta chờ xem vụ nghiện và vụ bãi nhiệm này sẽ mang lại cái kết quả như thế nào, và chúng tôi sẽ trở lại với quý vị trong giây lát. Tôi trong những giây phút vừa qua với Cà Phê Sáng và trở lại phần cuối của chương trình hôm nay. Kính thưa quý vị, như Huyền biết, ngày mai là ngày gì không? Là Vu Lan phải không? Không, ngày mai đúng rồi, ngày mai là rằm Vu Lan. Là 15 ngày rằm tháng 7. Có thể nói là ở Việt Nam bây giờ thì hàng hóa bao nhiêu đồ gọi là cúng với là gọi rằm tháng 7 là quá nhiều đi luôn. Lễ báo hiếu phải không em? Đúng, đây là ngày lễ báo hiếu. Và hôm nay, kính thưa quý vị, chúng tôi đã mời đến tham dự ngày hôm nay để nói về ngày lễ Vu Lan với Hòa Thượng Thích Minh Mẫn, viện chủ của Chùa Huệ Quang. Xin được gửi lời chào thân ái đến Hòa Thượng cùng với chương trình của chúng con. Chào anh Đồng Trọng và cô Như Quyền. Yeah. Và chào quý khán thính giả, xin tái ngộ cùng quý vị. Lâu lắm rồi Cà Phê Sáng không có cơ hội để mà lên đây, tại vì công việc Phật sự cũng rất là nhiều. Bây giờ chúng ta chỉ còn một cái phần chót nữa là chúng từ nãy giờ tôi nghe anh Trọng nói về cái tình hình biến động cả thế giới, và sau cùng là núi lửa ở Mexico. Thì chúng ta cũng có những cái tin tức cũng giống như vậy. Mùa Vu Lan là một cái mùa lễ hội, nó không có đặc thù riêng cho cái nét đẹp văn hóa Phật giáo mà còn chung cho toàn thể của người dân Việt ở trong và ngoài nước. Và lễ hội rằm tháng 7 là một lễ hội rất là quan trọng. Nói đến như hồi nãy đã nói là xin trước hết là chúng tôi xin quên là xin cầu nguyện, chắp tay cầu nguyện cho cha mẹ, ông bà của chúng ta. Có một cái mùa dài trong một tháng, được gọi là mùa trong một tháng từ mùng 1 tháng 7 cho đến cuối tháng 7. Và là một cái ngày mà gọi là ngày quan hỷ. Tất cả mọi người chúng ta đều là nghĩ đến quan hỷ, mọi cái chuyện buồn, phiền, giận, hờn. Và
tập trung vào cái sự nghĩ đến cái sự công ơn của những người đóng góp cho chúng ta, đặc biệt nhất là cha và mẹ. Thưa anh. Vâng, kính cảm ơn Hòa Thượng rất nhiều. Thế thưa Hòa Thượng, năm nay thì việc trước tiên chúng con thấy Hòa Thượng rất bận rộn qua khi đám tang của Hòa Thượng Thích Quảng Thân. Năm nay thì Hòa Thượng, chùa của Hòa Thượng sẽ tổ chức cái ngày lễ Vu Lan, nó có khác như những năm trước nhiều không thưa Hòa Thượng? Theo truyền thống thì tất cả các tự viện ở trong và ngoài nước thì ngày mai là ngày thứ năm, nhớ nha quý vị. Ngày mai thứ năm là hai tháng này, 15 tháng 8 thì sẽ là 10 rằm tháng 7. Wow, dương lịch với âm lịch giống nhau đó. Giống nhau, chỉ có khác nhau một tháng. Sở dĩ mà chúng tôi muốn nói đến là chúng ta có một cái cơ hội để mà tỏ cái lòng mang ơn, nghĩ đến cái cha mẹ của mình. Người sống thì có thể mình còn hãnh diện là mình còn mẹ. Bởi vì mình làm mẹ, nếu một phụ nữ làm mẹ thì mình cũng cảm thấy là mình hãnh diện là có con cái của mình đó, tỏ cái lòng kính mến. Và thứ hai nữa là ngày Vu Lan nó nói đến những cái người đã khuất mà chúng ta tưởng nhớ, vọng bái, cầu kinh, nghĩ đến cái công ơn của những người đóng góp cho mình. Và Vu Lan nó là một cái lễ truyền thống của Phật giáo nói riêng, và bây giờ tại hải ngoại thì chúng ta nói đến cái con người tỏ cái lòng những cái thế hệ trẻ sau này khi lớn không thành người rồi thì chúng ta sẽ nhớ đến cái công ơn của cha mẹ nè. Ở xứ sở Hoa Kỳ nè, như anh Trọng làm hai job buổi sáng buổi chiều lên tin tức và thức sớm, không biết ngày nào đó anh cũng không có cơ hội là ngồi đây nữa là tại vì sức yếu rồi. Thì chúng ta thấy rằng những người đã đóng góp trên truyền thông, báo chí, truyền hình, và cái công ơn đó cũng là một cái công ơn như là những người đóng góp. Thì Đức Thế Tôn khi xưa đó thì ngài cũng dạy cho cái nho Đức Mục Kiền Liên là một cái vị rất là hiếu thảo và có thần thông, là đệ tử thứ ba trong cái đời sống của tăng lữ. Thì ngài nhìn thấy mẹ của mình đọa vào cái chốn tối tăm và không có thể ăn cơm được và không có cách nào mà có thể cứu được. Dầu ngài có thần thông thì chúng ta ở đây cũng vậy, chúng ta có tài giỏi gì cũng phải nương tựa với nhau trong một cái cộng đồng tổ chức tại hải ngoại. Cho nên bằng vào đó thì chúng ta thấy rằng mùa Vu Lan là Chư Tăng giao cái ngày tự tứ để mà kiết hạ an cư 3 tháng, nói lên cái sự thưa thỉnh rằng trong 3 tháng kiết hạ an cư quý vị và có cái điều nào, thầy có điều nào để chỉ bảo. Thì chúng ta ở ngoài đời cũng vậy, có những lúc chúng ta phải khiêm tốn một chút để lắng nghe cha mẹ của mình, dầu cha mẹ mình có lẫn nhưng mà ít nhiều cũng có cái tình thương và chia sẻ với chúng mình đến ở ngày lớn không thành người. Hôm nay, ngày mai là ngày rằm tháng 7, lễ hội Vu Lan, cúng thí thập loại cô hồn, tưởng đến những người mất, những người đã chết ở trên biển, những người chết ở ngoài chiến trận, những người chết ở trong tù, và ở đặc biệt ở chúng ta đây thấy mùa Vu Lan, chúng ta thấy các chùa đều tổ chức luân phiên trong tháng. Thì cuối tuần này, nhớ ngày mai là ngày rằm tháng ngày rằm, và lúc 11 giờ trưa là cái lễ trai đàn cúng thí, rồi chúng ta có một cái bữa cơm chay buffet công cộng đãi, và chúng ta hát nghe những cái bài hát về mẹ, mừng túi mẹ, đồ bông hồng cài áo. Xin quý vị đến với chúng tôi ngày mai lúc 11 giờ và buổi sáng 10 giờ có một cái buổi cầu kinh, cầu siêu cho thập loại cô hồn. Và buổi chiều thì sau cúng cơm rồi thì 1 giờ chúng tôi chẳng thấy cô hồn để tưởng nhớ đến những người đã mất. Thưa Hòa Thượng, có một số người, có rất là đông người ủng hộ về lễ Vu Lan này, nhưng có một số ý kiến rằng là có một vài nghi thức cúng bái diễn ra vào ngày lễ Vu Lan có là tính cách dị đoan. Thì theo Hòa Thượng nghĩ như thế nào về những cái dự định dự kiến này? Như Hiền nói về vấn đề cúng cô hồn, dạ, với là được cúng và làm đồ mạ, làm đồ mạ gửi cho người chết. Chúng ta không có nhiều thời gian, chúng tôi dán tắt chạy. Người sống cũng giống như người chết. Nếu tôi tưởng cái gì thì chúng người đó sẽ hưởng được cái đó, nếu không tưởng thì không có cúng. Còn lễ nghi cúng bái thì đó là một cái hình thức để dâng cái trái tim của mình nhớ đến người đó. Nếu nó là một cái gì mi tính mệ đoan thì thật sự ra nó cũng có một phần là nếu người đã không tin thì không nói gì. Nếu chúng ta tin thì chúng ta sẽ thấy rằng người đó có hưởng.
Còn việc dốt vàng mã, cái chuyện đó là người ta tin tưởng là cha người ta, mẹ người ta là người ta muốn hiến tặng mà không có lúc xin tiền người ta không làm được. Bây giờ phải chấp nhận là người đó. Bây giờ hỏi với quý vị có phương tiện nào để cho người cha người mẹ có thể thông cảm được cái điều mà con cái muốn. Người ta biểu tượng qua cái đường đó. Thì còn cái chuyện mà mê tín dị đoan là chuyện không cần thiết phải bàn. Thế cho nên hồi xưa cách đây 50 năm, 60 năm về trước thì rằm tháng 7 thì cũng ở các chùa bổ thí cúng nào bánh trái, chè xôi, mía, và qua ngày sau 16 là các công ty người ta tổ chức cúng cô hồn để chi hồn cho những người không phải chúng ta sống ở đây bằng con người mà xung quanh chúng ta có nhiều cái loại cô hồn. Cô hồn có nghĩa là về những người homeless. Nhưng mà ví dụ như bị đụng xe thì người ta vô cái nhóm băng đảng, bị xì ke ma túy thì người ta vô cái nhóm đó. Còn cái người mà có tu tập thì ta vô một cái nhóm nào, nhưng mà người ta chưa có siêu, ta đợi lắng nghe chưa siêu thoát. Tức thôi. Là thập loại, tức là nhiều loại. Thì chúng ta sống trong một cái xã hội hữu vi này, tức là cái hữu cơ đó, có rờ được. Nhưng mà thật sự ra chúng ta có những người xung quanh, thì khi mà chúng ta chấp ta ngang và cúng bái, cũng như tại sao cái lễ hội lễ mà giáp năm hay cúng dỗ người ta tưởng đệm thắp cây nhang, chúng ta chỉ cần tưởng ông bà trong đường trường thọ thì cầu nguyện để cho người sống lâu, không đường sớm được siêu thoát, có đường đi lối về. Hay quá hả Thượng. Vâng, cảm ơn bà Thượng. Đây lần đầu tiên thì cũng giải tỏa được một vài vấn đề, nhất là đặc biệt vấn đề hàng mã. Bây giờ người ta làm rất nhiều, đặc biệt là tại Việt Nam. Nhưng mà cái lời trình bày của Hòa Thượng thì cho thấy cái niềm tin của mình để đến người khác là cái sự gọi là biết quan trọng. Nhưng mà mình làm cái điều đó nhưng là bộc lộ thật sự, thật sự ra nó lạm dụng lắm. Lạm dụng Hòa Thượng, dạ. Phải dùng nó là lạm dụng trong một cái xã hội thiếu thốn, chứ không phải kinh tế. Kinh tế là nước Mỹ. Thí dụ như bên Việt Nam có những cái lễ hội bắt chước ở đây như Valentine, là mấy cái đó là không gì làm ăn. Thì vàng mã cũng là lễ hội. Bây giờ tất cả những người Việt Nam mà chúng ta giờ này muốn gì về Việt Nam là tiệm cơm chay rất là nhiều. Giờ người ta ăn chay rất là nhiều. Cho nên chúng tôi xin thưa với tất cả quý vị, ngày mai nhớ với quý vị, và là lễ hội vu lan, lễ hội rằm tháng 7 ngày cha tịnh, và cuối tuần này chùa Huệ Quang và đồng loạt các chùa ngày 18 tây tháng 8 là lễ hội vu lan và bông hồng kề, nhạc hội bông hồng kề áo, và đặc biệt nhất là đi khất thực. Đi khất thực tức là 10 giờ sáng tất cả chư tăng ở các nơi về chùa Huệ Quang. Quý vị đó sẽ có cái tục lệ văn hóa nét đẹp hơn đó là quý thầy ở bình bát